xanh có vai trò vô cùng to lớn trong cuộc sống của chúng ta. Từ xa xưa đến nay, cuộc sống của loài người luôn gắn bó và không thể tách rời khỏi thiên nhiên. Thế nên, bất kể ai khi đứng trước các yếu tố tạo nên thiên nhiên như nước, cỏ cây hoa lá, núi non, v.v. đều cảm thấy tâm hồn nhẹ nhàng và thư thái, như tìm được chốn yên bình sau khoảng thời gian ồn ào vội vã của cuộc sống. Đất nước ta đang trên đà đi lên công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Các nhà máy, cơ quan, xí nghiệp, các cơ sở sản xuất mọc lên ngày càng nhiều. Và vấn đề ô nhiễm môi trường là điều không thể tránh khỏi. Dưới sự phát triển và tác động của con người, các yếu tố thuộc về tự nhiên, thiên nhiên đang dần bị mất đi. Khí hậu thay đổi, thời tiết bất thường cộng với nguồn ô nhiễm như nguồn nước, rác thải, khói bụi, tiếng ồn gây ra cho con người những bất lợi về sức khỏe, đặc biệt là về yếu tố tinh thần. Hơn lúc nào hết, cây xanh có vai trò vô cùng quan trọng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh vốn yêu thiên nhiên, sống gần gũi với thiên nhiên, nên từ những ngày hoạt động cách mạng, mặc dù bận trăm công nghìn việc, nhưng người vẫn luôn chú trọng tới việc xây dựng môi trường để đảm bảo cho điều kiện sống và công tác bí mật trong kháng chiến. Ở thời điểm đó, cơ quan thường xuyên phải di chuyển, người căn dặn, cán bộ phải chọn những nơi. Trên có núi, dưới có sông, có đất ta trồng, có bãi ta vui. Mùa xuân về, giáo viên, nhân viên trường trung học cơ sở Nguyễn Đình Chiểu và những chú bộ đội thuộc Trung đoàn 3, đơn vị đóng quân trên địa bàn đã hưởng ứng phong trào trồng cây xanh theo lời của Bác Hồ dạy. Ngay từ buổi sáng sớm, mọi người đã tập trung về trường để bắt đầu công việc của một ngày trồng cây. Thầy cô giáo thì đi cắt cỏ đậu để trồng ở ven đường. Những chú bộ đội thì xới đất lên để trồng cây cỏ đậu và phụ giúp mọi người đào những cái hố lớn để trồng cây cau. Rồi đây, những cây cỏ đậu sẽ mọc lên cho ra những bông hoa vàng tươi. Con đường trước cổng trường sẽ là một dải hoa vàng xen kẽ những lá xanh, giúp cho mọi người đi qua đây cảm nhận tâm hồn tươi mới, mát mẻ hơn. Một ngày trồng cây đã khép lại, mà lợi ích từ công việc này thì kéo dài mãi mãi. Cây không chỉ có hoa, cây không chỉ cho bóng mát, mà cây còn cho chúng ta một môi trường sống trong lành. Trên hàng mi, trên bờ môi và trong những...